cùng với chân mày, hòa mình cùng với không khí mình khai giảng năm học mới 2019-2020. Cái tôi xin được gửi lời chào tương tự cũng như là lời chúc sức khỏe đến toàn thể các thầy cô và biểu cùng với các bạn học sinh. Sử dụng lại từ xưng hô là chị để có thể trao đổi với các bạn học sinh một số thông tin. Các bạn ơi, các bạn sinh viên, chào các bạn ơi, các bạn có biết chị là ai không? Chắc có lẽ là một số bạn đã biết chị là ai, nhưng mà chị cũng xin tự giới thiệu. Chị tên là Nguyễn Chiêu Linh, từng là sinh viên của trường Đại học An Giang, khoa du lịch và văn hóa nghệ thuật, chuyên ngành hướng dẫn. Và cách đây khoảng 1 năm, chị cũng giống như các bạn vậy đó, được ngồi trên ghế nhà trường và học những cái điều hay của thầy cô. Chính vì lẽ đó, chị rất hiểu được là các bạn đang làm gì và đang muốn gì. Đầu tiên thì mình sắp ra trường rồi, mình sắp thực tập rồi, mình không biết là mình sẽ phải thực tập ở đâu, hoặc là mình ra trường rồi, mình sẽ đi làm ở đâu. Thì hiểu được cái vấn đề đó, công ty du lịch Mekong có tạo mọi điều kiện cho các bạn sinh viên có nhu cầu xin thực tập chuyên ngành nghiệp vụ nhà hàng khách sạn hoặc là hướng dẫn viên du lịch. Khó vô lắm các bạn. Nếu như mà các bạn nào mà đã ra trường rồi mà chưa có việc làm thì cũng có thể nộp hồ sơ đến cho công ty để có thể xét tuyển và cho công ty làm việc. Thì các bạn có thể liên hệ với chị theo số điện thoại là 0985213950 để xin nhận thực tập hoặc là để xin việc. Các bạn đang có số của chị Linh chưa ạ? Chị xin phép được tập lại một lần nữa nha. 0985213950. Và cái điều chăm chọn thứ ba đó chính là tài chính. Có một số bạn thuộc vị trong gia đình khó khăn nhưng mà ấp ủ trong mình cái niềm mong muốn rằng có thể là học biết nhưng mà tài chính thì không có đủ. Chính vì vậy các bạn yên tâm, các bạn không có cô đơn một mình, có công ty du lịch Mekong bên cạnh. Thì công ty sẽ xin tổ chức, công ty sẽ xin cho một số học bổng để cho các bạn có điều kiện khó khăn. Thì chị cũng xin đại diện cho công ty du lịch Mekong trao năm suất học bổng cho năm bạn. Năm bạn có hoàn cảnh khó khăn và vừa khó học giỏi. Thank you.